Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với khóa học tiếng Trung cơ bản siêu tốc 1 dành cho người mới bắt đầu học. Mình tên là Đỗ Hương, hiện tại mình đang là người giảng dạy và cũng là người sáng lập ra trung tâm tiếng Trung cộng đồng. Hôm nay mình rất vui khi được đồng hành và dẫn dắt các bạn trên con đường chinh phục tiếng Trung Quốc. Chắc hẳn đối với những người lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Trung Quốc, mình sẽ cảm thấy tiếng Trung lóng ngoằng thế này, làm sao mà có thể viết được đều giống như mấy cái que củi này, viết chắc là rất khó. Hay là bảo nhiều người cảm thấy là tiếng Trung khó nói thế, người ta nói như là chim, mình không thể hiểu được. Nhưng các bạn yên tâm, sau khi hoàn thành khóa học này, mình đảm bảo cho các bạn, chúng ta sẽ đạt được một vài mục tiêu như sau. Thứ nhất, các bạn có thể hoàn toàn tự tin phát âm chuẩn giống như người Trung Quốc, đặc biệt là các âm khó đọc giống như là ch, ch, sh và z, s, s, dạ. Tiếp theo, mục tiêu thứ hai đó chính là các bạn có thể hoàn toàn tự tin giao tiếp các chủ đề cơ bản ở trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là ăn uống, đi lại, hỏi đường, mua bán, đổi tiền, vân vân, và các bạn có thể thỏa sức đi Trung Quốc và khám phá Trung Quốc nha. Thứ ba, sau khi kết thúc khóa học này, chúng ta có thể hoàn toàn tự tin vì mình đã trang bị đầy đủ các kiến thức để chúng ta thi kỳ thi HSK1, kỳ thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế. Mục tiêu chúng ta đạt được là như vậy. Vậy thì nội dung khóa học chúng ta bao gồm những gì? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên, mình sẽ dạy các bạn một hệ thống để các bạn đầy đủ cái hệ thống ngữ âm ở trong tiếng Trung Quốc, bao gồm các âm khó phát âm. Tiếp theo, mình sẽ dạy các bạn từng từ mới, từng từ làm sao chúng ta có thể đọc được từ đó, dùng từ đó vận dụng và ghép câu. Và đặc biệt, đó chính là thông qua cách dạy của mình sẽ dạy các bạn nhớ chữ, làm sao các bạn có thể nhớ và tự tay viết được ra chữ đó một cách đơn giản và dễ dàng nhất thông qua các hình ảnh hoặc là cách nhớ chữ qua các bộ. Các bạn cùng nhau đón xem nhé. Nội dung tiếp theo, sau từng bài mình học từ mới, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hội thoại. Mình đã thiết kế bài giảng bằng cái phương pháp là chúng ta sẽ hội thoại theo băng. Băng hỏi, bạn sẽ trả lời và bạn hỏi, bạn sẽ trả lời. Điều này giúp cho chúng ta có khả năng phản xạ giao tiếp một cách rất tốt. Tiếp theo, trong khóa học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái câu thông dụng nhất mà chúng ta dùng ở trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta cùng nhau vận dụng những câu nói đó ở trong cuộc sống nha. Và phần cuối cùng mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái đề thi để chúng ta có thể cùng nhau cọ sát để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Trung HSK số 1. Và các bạn còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục tiếng Trung bằng cách click đăng ký nhá. Thế nhá, chúc các bạn học tốt. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.